Theo video được ghi lại từ một xe lưu thông phía sau, vào sáng ngày 14 tháng 6, một xe tải từ đường nhánh rẽ vào đường lớn. Khi vào cua, cánh cửa bên trái thùng xe bất ngờ bung ra, chiếm hết phần đường. Hai người điều khiển xe máy đi ngược chiều đã phải nhanh chóng di chuyển sát lề đường và nghiêng đầu để tránh cánh cửa xe. Nhờ phản ứng kịp thời, họ may mắn tránh được cú đập từ cánh cửa thùng xe tải. Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đoạn video đăng tải trên một diễn đàn ô tô tại Nghệ An đã nhận được nhiều bình luận. Phần lớn người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc, cho rằng tài xế xe tải thiếu ý thức, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Theo anh VH, người ghi lại sự việc bằng camera hành trình, anh đã nháy đèn và bấm còi báo hiệu cho tài xế xe tải sau khi thấy cửa thùng xe suýt gây tai nạn. Tài xế xe tải sau đó đã dừng lại để đóng cửa thùng xe trước khi tiếp tục di chuyển. Người đăng video mong rằng tài xế xe tải lưu ý và rút kinh nghiệm để tránh gây hậu quả xấu cho người tham gia giao thông.